Jenny vẫn đang là con mồi bị dư luận lẫn truyền thông nhắm tới những ngày qua vì scandal hút thuốc. Giữa lúc này, netizen đặc biệt tò mò đến động thái của ba thành viên còn lại của Blackpink. Vừa qua, scandal lớn nhất sự nghiệp Jennie ập đến, mọi ồn ào bắt nguồn từ khoảnh khắc 3 giây ghi lại hình ảnh Jennie sử dụng thuốc lá điện tử. Đáng nói, cô hút thuốc trong phòng kín và phả khói vào mặt nhân viên trang điểm. Chỉ 3 giây, nhưng hình tượng Jennie tiêu tùng. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành bão dư luận, nữ rapper Blackpink bị chỉ trích thậm tệ vấn đề ý thức về Jennie hút thuốc trong phòng kín còn vi phạm luật sở tại đảo Capri, Ý. Có điều luật cấm hút thuốc trong phòng kín, Jennie bị ném đá kịch liệt, có người còn gửi đơn khiếu nại nữ idol lên đại sứ quán và khiến Jennie lần đầu tiên phải thông qua công ty để gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Giữa những biến cố này, không ít người tò mò liệu ba thành viên còn lại của Blackpink đang làm gì khi Jennie bị chỉ trích. Về phía Jisoo, vào ngày 10 tháng 7, giữa tâm bão đang đổ dồn vào lùm xùm hút thuốc của Jennie, chị cả Blackpink Jisoo lại làm náo loạn giới truyền thông bởi nhan sắc khi xuất hiện tại sự kiện Cartier Trinity của Cartier tổ chức ở Singapore. Xuất hiện tại sự kiện, đại sứ toàn cầu của thương hiệu nổi tiếng thu hút mọi ánh nhìn của hàng trăm ống kính vì tạo hình quá xinh đẹp, sang chảnh và lộng lẫy. Diện mẫu váy cúp ngực ngắn màu nâu của Dior và được nhấn nhá bởi phần đuôi bồng bềnh giúp Jisoo khoe trọn vòng eo con kiến cùng đuôi chân thon dài. Đặc biệt, phần tóc tít nửa đầu đính kèm phụ kiện là cặp nhẫn thuộc thương hiệu xa xỉ lên đến hơn 1,3 tỷ đồng, khiến người hâm mộ thêm phần suy xoa vì vẻ đẹp thần thánh, xứng danh một trong những đệ nhất visual K-pop. Tiếp đến là Lisa, sau màn tái xuất với Rockstar, mới đây công ty El Lao của Lisa đã công bố việc cô nàng sẽ trở thành headliner, nghệ sĩ biểu diễn chính tại lễ hội âm nhạc Global Citizen Festival diễn ra tại công viên trung tâm của thành phố New York vào ngày 23 tháng 9. Trước đó, Blackpink từng vinh dự trở thành headliner biểu diễn tại nhiều lễ hội âm nhạc đình đám quốc tế như Coachella 2023, Mỹ hay BTS Hyde Park, Anh. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Lisa, một thành viên trong nhóm xuất hiện tại lễ hội âm nhạc lớn với tư cách headliner. Cũng trong 2 ngày, 13-14 tháng 7, Lisa cùng công ty của mình đã tổ chức pop-up tại Seoul, Hàn Quốc với các mặt hàng được quảng bá trong lần comeback với Rockstar. Ngay từ rất sớm, đã có rất đông người hâm mộ đứng xếp hàng để chờ vào mua sản phẩm. Trước đó vào tối 12 tháng 7, các fan cũng phát hiện hình ảnh Lisa có mặt tại sân bay Hàn Quốc, khiến nhiều người tin rằng cô nàng sẽ có mặt tại đây để giao lưu cùng người hâm mộ. Còn Rose, tối 10 tháng 7 giờ Việt Nam, Rose khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với loạt ảnh trong campaign Ride Royce Summer của Saint Laurent. Dù không phải là người mẫu chuyên nghiệp, nhưng từ nhan sắc, thần thái cho đến cách pose dáng của nàng bông hồng nước Úc cũng đủ khiến người xem phải suy xoa. Trong bộ ảnh được công bố, main vocal của Blackpink gây sao xuyến với tạo hình đầy sexy, gợi cảm trong mẫu váy ren 2 giây. Đặc biệt, vóc dáng thon gọn, chuẩn mẫu trong bộ bodysuit đậm chất mùa hè cũng vô cùng quyến rũ. Bên cạnh những dự án thời trang, Rose cũng được cho sẽ sớm trở lại bằng một album solo sau khi gia nhập công ty quản lý The Black Label. Có thể thấy, khi Jennie đang vướng phải scandal lớn nhất sự nghiệp của mình thì ba mẫu Blackpink cũng đang tất bật với lịch trình dày đặc của mình. Từ con cưng quốc dân, Jennie bị truyền thông Hàn chỉ trích nặng lời. Dù đã lên tiếng xin lỗi, nhưng Jennie vẫn bị ném đá là thiếu chân thành, chỉ xin lỗi vì bị phanh phui. Cư dân mạng cho rằng nữ idol không hề cảm thấy hối hận, nếu không có sự cố lộ khoảnh khắc hút thuốc, có lẽ hành vi này vẫn tiếp diễn. Chưa kể, một bộ phận fan cực đoan bảo vệ Jennie mù quáng cũng làm tăng tức giận trong lòng công chúng. Có thể nói trong 8 năm hoạt động, đây là scandal nghiêm trọng nhất mà Jennie vướng phải.